Ở biển bên kia lại còn có cái thịt chó bảy mòn nữa. Và tỷ số là 2-0 nha anh em ơi. Và cập nhật cái cho anh em luôn. Trận này ta quân xấu đấy, nhưng hy vọng là bài ta sẽ mắc bêu. Rồi, chơi KK Tuấn nhé, 2-0 nào ạ? 2-0 rồi anh ơi, vừa nãy là em chưa kịp sửa đâu. 2-0 rồi. Bây giờ anh em đang nhận chat, bên anh em chat thì phải là 3-0 mới đúng. Anh em chat quả 3-0 nhé. À, hôm qua tỷ số nhào đấy với đội Viên ơi, hôm qua ta thua 5-8 anh em ạ. Hôm qua thua cặp FPS 5-8. Vâng, đây là bài đấu của hiện thủ MOBA, hiện thủ Cam Quýt, người cầm Kata. Vâng, đây là map đấu và khả năng là game thủ bên phía đội bạn Truy Mệnh sẽ buôn phù rồi. Một map đấu mà game thủ Truy Mệnh cầm cho son lại dương thành quân tuyển. Nhưng bên kia không phải là bởi quân quá giáp. Nói chung quân là dưới hơn, nhưng mà nếu như bài ta mắc bêu thì ta vẫn có thể lấy được, vẫn là xúc được trận này thoải mái thôi. Đó, quan trọng là vẫn là một cái bài đầu. Ui giỏi rồi, đây đây đây. Vâng, bài đi giết người đấy Quy đây. Đi một vòng tí nữa ta làm được cái bãi quả nữa thì mắc Canabeu, mắc bêu thế giới. Đấy hươu rồi. Đang nhìn thấy là bốn voi của thủ Cam Quýt. À, đúng rồi anh ơi, thua hôm qua thua Nam và anh Huy. Hôm qua mặc dù các cầu thủ ta có những trận đấu vượt khó thôi, nhưng mà không thể đổi được cầu. Và không thể đổi được cầu, và sau khi mà những cái bị chuỗi những tên mà quân bài xấu xấu thì nhiều khi ảnh hưởng đến tâm lý. Đang thua là quân bài không ủng hộ, nhiều khi tâm lý phong độ làm ảnh hưởng. Và hôm qua chúng ta có kết quả là không ưng. Nào hôm nay lại nào. Hôm nay vòng là hôm nay lượt 2. Cố gắng thắng với cái hiệu số mắc bêu. Hiện tại vẫn đang là những cái vòng đấu để các cái thủ các cặp tính hiệu suất và tính điểm. Cơ hội vẫn còn thoải mái luôn. Đây là màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Chúng ta sẽ cùng dạo qua máy Hoàng Nhi trước khi ra trở lại với cái bài ép đời của Cam Quýt. Đây sẽ là chiếc nhà biết nhân đôi của thủ Hoàng Mai Nhi, ăn vàng và ăn hươu luôn. Nhưng mà bài này thì Grizzly của Hoàng Nhi không có đồ lùa về. Quýt đang là bài đấu ổn áp hơn. 22 dân đây là như thế nào? 22 dân hay là 23 dân đây, bài này đúng đồ như này thôi à? Rồi có thêm tí nào hay không nhở? Vâng, đẹp nhất bây giờ thì Cam Quýt cần phải tìm được cho mình cái bãi quả nữa. Và Quýt đang đóng chiếc nhà bè tham được 28. Ý định sẽ là không ít dân bài này rồi. Rồi xin chào 600 anh em nhá, chào anh Nguyễn Đức Thịnh nhá, rồi chào anh Tử Minh, rồi chào anh Gia Huy. Và hôm qua cũng xem lướt lướt qua xem mấy trận kèo đấu tối. Nói chung hôm qua mệt mệt thì cũng đi nghỉ sớm. Nói chung là trong ngày đầu tiên hôm qua thì phía bên mình chỉ có mỗi cặp bi thầu là giành được cái chiến thắng thôi. Hôm qua chúng ta có cặp bi thầu là giành chiến thắng. Còn hôm nay cặp đầu tiên bi thầu thì bị thua Chip Boy và thủ 98, và đây là cặp thứ hai. Rằng tối ngày hôm nay Viền Lâu và Xuân Thứ sẽ tiếp tục ra quân. Ui, nhiều sư tử thế rồi. Một cái nhà BL dâng rất cao đến từ game thủ Cam Quýt. Ở phía bên này ta đang gặp game thủ Hồng Anh, người cầm Hitty. 25 dân của thủ Cam Quýt, và bài đấu này thì trận này đúng kiểu Quýt thiếu đúng một con hươu và một con voi đấy. Một hươu hoặc là một voi.
Một voi về thì mắc mêu luôn, ta sẽ nâng cấp được con giò công nghệ đầy đủ sớm. Con giò sẽ là cấu giáp đầy đủ sớm luôn. Rồi giò đã có và hiện tại game thủ Gambit đang nâng được cho mình là cái công. Cái công đang gọi là lên muộn trong map này. Thiếu đúng voi. Bài này nếu như thiên nhiên cho thêm đúng một cây quả hoặc là đúng một con hươu trong bình hươu đầu tiên hoặc là một con voi đã là ổn áp. Và Hồng Anh nhìn nhà trên 12 giờ rồi, bạn đang muốn dần dần về. Một bài Hồng Anh nhìn nhà cũng khá là đuối về lực nhá. Map này Hồng Anh cũng chỉ là bài không đồ đồ về thôi, nhưng mà game thủ Hồng Anh đang cố gắng vẩy e. Cố gắng vẩy e không cho game thủ Gambit có tình huống mang dần vào và đóng nhà BL. Hồng Anh đang đầu tư rất nhiều. Đầu tư rất nhiều BE. Nhưng mà turn này thì game thủ Gambit vẫn đang đóng chéo được cái BL của mình. Con T thứ hai. Cố gắng câu giờ để con dân của mình có thể đóng được cái nhà BL chéo và nó sẽ nở ra bên trong. Rồi lạc đà đã có rồi. Chúng ta bị mất giò nhưng mà game thủ Gambit cũng đang thiết kế được cái nhà BL này. Nếu ta không vẩy một cái E nữa để chắc chắn là con lạc đà mình sẽ nở ra bên trong hay không. À, không được rồi, đội bạn đang bo. Nhưng mà Hồng Anh cũng đang bị nằm rất nhiều dân giờ này nhá. Rồi toàn bộ nông dân bên ngoài của Hồng Anh đã nằm xuống. Quýt đang chỉ mất khoảng 3-4 dân đi dâng thôi. Còn Hồng Anh thì khả năng mất toàn bộ cái đạo dân ăn quả này. 24. Và một con lạc đà ta bị lọt thế khe nhưng không được rồi. Map vẫn khê và các game thủ quyết định giữ sức ở trong trận đấu tiếp theo. Và anh em sẽ đến với trận đấu thứ 4 nhá. 2-1. À, nếu như mà chúng ta có thể thiết kế được cái nhà BL ngon nghẻ tọa ngay gần cái nhà chính của đối phương. Và tọa ngay cái nhà chính đối phương thì tươi. Và cái thế vừa giờ Hồng Anh bị mất đạo ra bên ngoài nhưng mà mình cũng lại yếu. Đang không có gì thi đấu cả. Và anh em sẽ đến với trận đấu tiếp theo nhá, trận đấu thứ 4.